Thuyền này đi đến đâu? Chắc là họ đi lễ Phật. Cô có muốn đi không? Đến chùa lễ Phật tích thêm công đức, để kiếp sau còn gặp lại nhau. Tôi không đi đâu. Tôi không muốn kiếp sau lại gặp phải anh. Cho tôi số điện thoại đi. Lần sau muốn tôi đến chở cô đi chơi, tôi sẽ gọi cho cô trước. Cô Mon làm như thế là không được. Tại sao lại đi theo một tên lái xe? Nhưng cháu có làm gì để ảnh hưởng đến danh dự không? Sao lại không? Để người khác biết được, họ sẽ đánh giá không tốt đấy cô Mon.